Xin chào, hôm nay ngày 24 tháng 3, shop đồng hồ anh Khôi lại lên ngang ngay. Hôm nay đồng hồ nó cũng khan hiếm quá nên em cũng có một ít đồng hồ mẫu mới lên cho anh em lựa chọn. Bên em thì thường thường hay phát sóng vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Anh em nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh nút đỏ bên dưới để tiện theo dõi những video mới nhất của bên em. Và em có để lại số điện thoại bên dưới nha anh em nghe. Anh em có thể liên hệ. Đây là em số 1. Để em lật cái mạc lên là. Đây, anh em coi nha. Tay em là nó ra mồ hôi nên em phải dùng cái khăn che lại. Đây, nó tổng thể đây. Em đây là zin nguyên bản này. Nó dây là zin. Vỏ nó thì chuẩn dòng Egin. Em sẽ lau sạch sẽ cái mồ hôi ngay năm ngay. Lau sạch sẽ cái mồ hôi. Dây thì dây lụa. Quay cho anh em coi. Con này là Egin máy có tay. Form nó là form vuông dây lụa. Em này thì thứ em đã được về số 0. Size em này là size 30. Size 30 anh em nghe. Rin hết toàn bộ này. Rin. Chuẩn rin. Suốt mà ra. Đây. Máy thêm sẽ mở cho anh em coi. Đây. Máy thì máy vàng hồng. Anh em thấy cái máy đẹp không? Máy vàng hồng chuẩn anh em nè, 17U well. Nắp đây, nắp ALLSS inox 100%. Máy đang chạy em mới lên có tay một vòng máy á, máy vàng hồng. Đây em gài vào rồi nè, anh em thấy mặt đẹp không? Mặt thì đẹp nha anh em nghe, nó rin hết toàn bộ. Con đi thì con mã số 1, con mã số 1 này thì giá em này là 1,1 triệu anh em nghe. Dây nó thì anh em mang tay nào cũng vừa, dây này thì cứ bỏ cái này lên xỏ vào thì mang thoải mái. Em mã số 2 là một em Syrian răng cưa. Em này là được bọc vàng full nha anh em nghe. Bọc vàng toàn bộ luôn. Bọc vàng full. Mặt mày đây, mặt nguyên ring, kính ring, nấm ring, vỏ vàng ring. Anh em thấy vỏ vàng đẹp không? Vàng ring cũng có một hai vết chóc anh em nghe. Nhưng mà nó chung thì nó không đáng kể. Em trang bị dây da K6 đồng vàng này. Da K6 màu nâu anh em nghe, nhìn nó rất đẹp đồng hồ luôn. Đây là em dùng khăn em lau không cho đồng hồ dính mồ hôi cho anh em thấy dễ hơn nha anh em nghe. Đó, cho anh em coi rất kỹ về đồng hồ. Đây size, đây size máy là size 36. Máy thì em sẽ mở luôn. Bọc là 20 micron CGB. Đây máy, đây máy thì anh em thấy bộ máy rất là mới, 21 quay qua năm nha. Máy mới kèm.
Con này thì con mã số 2. Con mã số 2 này thì chạy 21G này. Này, em sẽ cho anh em coi này. Chạy 21G này em nghe. Automatic có hỗ trợ có tay đồng hoàng. Mặt mày còn được. Đây là giá 1,5 triệu anh em. Mã số 2. Mã số 3 là một em LM. Em LM này thì vỏ nó là vỏ inox anh em nghe. Vỏ inox này. LM này 25G này. Anh em thấy không? Vỏ đẹp mê hồn. Đây. Anh em nhìn này. Vỏ đẹp không? Dây dây da thì cũng trang bị da cá sấu đồng quang. Em sẽ lên có tay này. Anh em thấy nó chạy này. Em rút ra hết là em sẽ, đây là nước hết này. Chỉnh giờ. Chỉnh cho anh em coi lịch 24 giờ này. Xuống đây là lịch nhanh. Đó anh em thấy không? Lịch nhanh ok. Đó, rất là nhẹ nhàng. Con này là con mã số 3 anh em nha. Giá em này là 900. Mặt của nó là mặt nguyên zin. Size là size 37.64. Anh em có thể thấy này, mặt này. Kính zin. Con này thì con mã số 3. Giá em là 1,900. Con này là con mã số 4. Con mã số 4 này thì một con Cinco 5 Atus. Em sẽ lau bộ vỏ cho nó khô cái dấu vân tay. Đây. Anh em đây có thể thấy này. Đó. Anh em có thể thấy không? Thấy rõ, rất là rõ anh em nha. Mặt sau đây. Mặt sau thì thấy rất là rõ này. Đó, chạy máy 7019. Đây, bên hông. Bên hông đồ em sẽ quay hết này. Quay hết cho anh em coi. Con này thì size nó là size 37.9, gọi là 38, kính ring. Để em xem lịch. Lịch thứ nó là lịch bấm anh em nghe. Thứ là lịch bấm. Lịch ngày là rút ra một nấc rồi chỉnh nó. Máy đang chạy bon bon. Đây. Sẽ lau cho sạch. Đó. Mặt đẹp anh em nghe. Mặt đẹp mặt màu xám này. Đó. Con đi thì anh em nào mua thì em sẽ chụp hình máy cho. Máy móc thì em sẽ bao anh em mới anh em nghe. Mới. Em xem em mở được không? Tại vì con em chưa mở lần nào hết anh em. Mình sợ nó cứng. Đây, máy móc này. Máy móc mở lần đầu tiên này. Mới kem. Mới như ngọc trinh. Đây là em mã số 5. Em mã số 5 là một em long zin anh em nghe. Một em long zin. Em này thì em trang bị dây da cá sấu màu xanh. Đó, rất đẹp đồng hồ. Con long zin đi thì mặt có lên dầu này. Mặt có lên dầu anh em nghe. Máy móc nó thì chuẩn long zin. Máy có tay. Chạy 17U well. Nấm thì nấm nguyên zin. Nấm thì nấm nguyên zin. Anh em để một tí. Đây. Nấm là nấm rin anh em nha. Nấm rin này. Mặt sau này. Trụi sơ. Đây. Anh em thấy mới không? Mặt không này. Mới này. Mặt tiền này. Kính là rin anh em nha. Kính là chuẩn rin. Anh em nhìn này. Đây. Em sẽ đo size. Đo size cho anh em luôn. 30 nhân với 32.2. Máy nó đang chạy anh em. Con đi thì em xin phép là sẽ chụp hình máy sau anh em nghe. Chụp hình máy sau cho anh em. Anh em yên tâm. Đó, chụp hình máy sau. Máy 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 bao là còn mới. Với bao chạy bon bon. Đó, anh em nhìn này.
rất đẹp nè. Dây thì em xài dây da đầu 18, chuẩn của dây da cá sấu này, không anh em thấy đẹp không? Còn đây là mã số 5 nha anh em nghe, mã số 5. Anh em đợi em xíu, em xíu. Của bạn em hút. Đây là em số 6, em số 6 thì mặt thì có lên dầu. Mặt thì có lên dầu anh em. Mặt thì có lên dầu nè. Đây. Chạy rồi, mặt có lên dầu nè anh em này. Nó vỏ thì nóc kính rin nè. Vỏ inox kính rin. Xoay cho mà anh em còn sâu luôn. Sau thì có chủ cá heo này, máy 8305 này. Vỏ nó thì SS nè. Anh em nhìn thấy không? Nấm thì đây. Nấm thì góc 3 giờ. Được trang bị da cá sấu màu nâu. Mặt thì có một lịch anh em nghe. Dòng Cinco Matic R. Cinco bên này có trục tung quanh đồng quang. Đây, em lắc cho máy phát cho nó chạy. Dòng này thì rút ra một nước thì chỉnh lịch nhanh. Lịch kim mà đang nằm phía dưới chữ này thì chỉnh lịch nhanh ok. Còn rút ra hết thì chỉnh giờ. Con đây là mặt có lên dầu anh em nghe. Mặt có lên dầu. Nên em mà dòng này thì mặt lên dầu thì em bán cái giá theo mặt lên dầu này. Đó, tại vì đấu về nè. Đấu về nó lên dầu thì mình phải chấp nhận size 38 anh em nghe, 37.82. Anh em có thể thấy này. Đây, máy đây, em mở cho anh em coi luôn. Đây, máy anh em nhìn nè. Máy mới keng anh em nghe. Máy mới chứ Sony. Mới khỏi nói luôn. Anh em thấy không? Mới tuyệt vời. Mới tuyệt vời luôn. Con này thì con mã số 6 anh em nghe, giá 850. Con này mà bình thường mà đẹp á, mà mặt đẹp á, nó cũng trên triệu mấy. Mặt xấu thì bán giá theo mặt xấu cho anh em dễ chơi. Thích sưu tầm những hàng cực VIP này, nó là dòng Cinco VIP đó. Nó VIP hơn những Cinco bình thường rất nhiều. Đây là một con lồ đáy dòng Seco 5. Nó máy đang chạy anh em nghe. Máy đang chạy rút ròng nước thì chỉnh lịch nè. Thứ này có thứ đỏ là chủ nhật ngày. Rút là hết giờ nhưng mà đang chạy đúng giờ rồi thì để cho máy chạy đúng giờ. Con đây là size, nó size 37.3. Em sẽ lau sơ và quay từng chi tiết cho anh em. Đây dây đây, bên hông máy đây nè. Máy thì S26A, máy cực kỳ mới. Dây đây, anh em thấy dây không? Mới con này, mới này. Đây, máy đây. Đó, máy thì Cinco này. Đó, Cinco 7S26A. Dây đây. Anh em nhìn dây mới này. Con đi thì đồ mới nó còn rất là cao anh em nghe. Đồ mới nó còn rất là cao. Tại vì em quay là muốn quay cho anh em thấy rõ hết mọi chi tiết. Em sẽ so dây luôn. Này, trong đi mà còn tem của bên Nhật về luôn nè anh em này. Đó, tem bên Nhật về. Đây, dây thì anh em coi này, dây dài miên man. Đó, dài miên man. Tại 17 em kiểu đó thì dây gọi là chưa lên tay luôn nè. Con đi thì size nó là size 37 anh em nghe, 37.3, 37 em đi làm mã số 7.
giá 1,2 triệu. Đây, em đi lên mã số 8 này, 19 view well orange này, anh em nhìn thấy cái mặt trông có những chấm đen không? Đó, đều riếng luôn nha anh em nghe. Cái mặt nó làm chắc kiểu vậy nè, đều riếng đang trong thời gian nhảy lịch 24 giờ. Rút ra hết. Chỉnh cho nhảy lịch luôn đó. Rồi xuống trên đây. Con đây là dây zin nguyên bản nha anh em, dây đồ là zin nguyên bản này đó, dây zin nguyên bản. Em đo dây rồi em quay đồng hồ cho anh em coi đó. Dây con đây thì tầm tay 17 năm tới 18 non thôi, 17 năm tới 18 non. Em đo size luôn, size nó là size 37.89. Đây em sẽ quay cho anh em coi với em đồng hồ này. Anh em nhìn thấy mặt sau này có hai cái hiệu Oren này, vỏ thì bao trùm inox anh em nha. Đây anh em nhìn đẹp không, đây nấm rin. Cái này á thì lịch của bấm nó đang trong, chắc trong chỗ này em quên khui đứt ở trong cái nấm này nên nó bị cứng 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 đứt á, nó không có bấm bấm vô tới bấm chữ bấm vô sâu được. Tí nữa em xong xuôi em sẽ vệ sinh cái nấm này, tại vì trong cái này nó có lâu ngày dính đất á, về mình không để ý không thôi em làm sạch đất chỗ nấm đi rồi. Tí nữa xong xuôi em sẽ làm nó cho lịch bấm được. Đây máy thì anh em có thể thấy nè, máy rất là mới anh em nghe, máy cầu đôi siêu cổ nghe. Dòng máy này thì anh em chỉ có những con Oren này mới có thôi á. Dòng máy này thì cực kỳ hiếm, anh em nào chơi Oren là anh em sẽ biết. Máy đây thì nó máy đời đầu, nó hiếm hơn những dòng máy khác rất là nhiều. Con đây là con mã số 8 anh em nghe, con mã số 8 này Oren 3A 19 view web trên nguyên bản, giá là 900. Đây là một em test nốt này là test nốt trên hết toàn bộ anh em nghe. Đó, mặt đẹp này, em sẽ lắc nhẹ đó, chạy nè anh em này, anh em thấy chạy không? Vỏ đá anh em nghe, nấm rin, vỏ đá cho nên là nó lên bả trầu của đá đó, lên bả trầu của đá này, nó nằm bên trong, kính thì kính rin, kính thì bắt giác rin, đây, anh em nhìn này, mặt sau thì quá đẹp, logo còn nguyên, nó nấm bén cạnh, dây thì dây Technot bọc vàng GB. Đó, có nhiều chỗ lên bả trầu màu đen anh em nghe. Đó, dày đây. Con này thì em sẽ mở máy luôn. Đây, máy nó thì bao đẹp, bao hàng chuẩn, hàng chính hãng anh em nghe. Máy bao hàng chính hãng, đó, máy zin. Con là này là zin hết toàn bộ. Size em này là size 36. Size em này size 36, anh em thấy kính mà nó chưa có vết xước à. Chưa có vết xước anh em nghe. Vỏ đá theo phong thủy. Con này là con mã số 9. Mã số 9 này là giá em này là 1 triệu 7. Cái mạc nó không ăn này nè. Nên là này, nhất quan nhất lại nó không có đồ dính á.
nó không có cái dây nó kiểu bóng quá, trơn quá, nó không có được dính keo luôn. Đó, em này thì mã số 9 giá 1,7 triệu. Em này thì một em siêu đỉnh. Siêu đỉnh, nó kinh kinh binh, kinh này là kinh binh nha anh em, xin cô kinh đó, kinh binh ông vua, ông vua của đồng hồ binh, nấm rin dòng kim cọc số La Mã, mặt sau bỏ binh đây, vỏ inox đẹp, inox toàn bộ anh em nghe, đây càng là càng đẹp anh em nghe, máy dòng kinh mà càng nó không có càng đi thì nó không bao giờ đẹp bằng đi, kim cọc số La Mã nữa này. Em sẽ chỉnh lịch cho anh em coi nha. Dòng này thì đang kim chiều nên em có thể chỉnh được. Sợ tối đang trong gian nhảy lịch thì mình không dám nè. Anh em thấy không? Lịch nhảy ok. Con này thì nó là dây thì em xài da cá sấu anh em. Nó dây da cá sấu, còn toàn bộ nó là rin đẹp hết nè. Rin đẹp hết. Em này là size nó là size 35.4 này và 35.5. Đó, anh em thấy đẹp không? Kinh là ông vua đó, kinh là vua rồi, ông vua này ông vua đồng hồ binh, xin cô vua đồng hồ binh. Đó, anh em thấy đẹp không? Mặt nó thì hết nước chấm luôn, vỏ nó quá đẹp. Em đi thì mã số 10 giá 1 triệu anh em nha. Em đi thì mã 11. 11 nó thì đến từ nhà Sinco năm mã tút này. Em sẽ lau sơ cho nó cái vỏ nó hết này. Đây, anh em nhìn này, mặt đẹp. Vỏ nó thì đẹp anh em này. Vỏ nó còn sáng rực anh em nghe. Vỏ sáng rực, chân càng rồi đẹp hết này. Mặt sau này. Đây, em sẽ chỉnh cái khăn lại một tí. Đây, anh em nhìn này. Đó, sâu đẹp này. Dòng này thì em sẽ chỉnh giờ xuống dưới này, tại vì dưới này cho bấm lịch cho nó an toàn rồi nè. Lịch này bấm nhẹ là đi ngày, bấm mạnh là đi luôn cả thứ này. Anh em thấy đẹp không? Con này là size nó là size 37.2, dây da thì trang bị dây da cá sấu rồi, lên tay kính rin, nguyên rin toàn bộ anh em nha. Em lắc nhẹ là nó đã rung rung chạy kim bong bong rồi này. Máy máy nó cực kỳ bao mới này. Máy nó cực kỳ mới nha anh em nha. Máy ri là quá mới rồi nè. Máy ri thì chuẩn rồi. Con này là con mã số 11 anh em nghe. Mã số 11. Giá em này là 700 thôi. Đó, hàng em bắt bao chạy nên anh em yên tâm. Dây da trang bị da cá sấu đồng hoàn. Đây là một con radio. Con radio này là radio binh nha anh em nghe. Radio binh. Này. Này, radio binh vỏ đá. Này, anh em thấy đẹp không? Kính đẹp nè, kính nó thì đẹp, vỏ đẹp nè, nó núm đẹp, vỏ đá nó thì pin thì vỏ đá còn mới. Mặt sau đây anh em có thấy không, đẹp không? Dây da em trang bị dây da cá sấu đồng hoàn, máy đây, máy nó thì chuẩn máy radio anh em nha, máy nó thì cực kỳ chuẩn thì sĩ rồi, pin thì là pin chuẩn chuẩn bên Nhật về luôn. Anh em nhìn cái nắp này, cái nắp thôi, nhìn cái nắp quá đẹp luôn. Dây da phòng này, phòng trứng trứng pin này anh em nghe, trứng pin. Tay em thì em quay trong phòng nên là nó nóng quá, nó ra mồ hôi nên em phải xài khăn chùi chùi cho anh em thấy mồ hôi sạch sẽ. Anh em thấy đẹp không? Em đi thì giá 1 triệu anh em nghe. Em sẽ đo size luôn, giá 1 triệu radio pin.
size 35.2, cực kỳ to. Mặt mặt nó thì hết nước chấm, kính rin. Mã số 13 là một con Seiko 5 Atus này. Con này thì em sẽ lau cho anh em coi. Lau lau thiệt kỹ. Đây, anh em nhìn thấy này. Anh em thấy không? Đẹp không? Nấm này. Nấm đi thì bấm ngay này. Bấm mạnh vô thì đi đi luôn cả lịch. Bấm nhẹ thì đi ngay. Anh em nhìn này. Nó rất đẹp anh em nha. Mặt mày nó thì sáng như ngọc trinh. Mặt sau đây rất là mới. Con này thì được trang bị dây da K6, size nó là size 37.5, size 37.5 anh em nghe. Em đi xem, em sẽ mở máy luôn. Con đi thì em xin phép em mở máy sau anh em nghe, tại vì con đi chưa mở ra nên nó cứng nhắc anh em. Tí này em sẽ dùng cái đồ mở đồng hồ em mở ra. Giờ dùng mấy cái đồng hồ bình thường thì là mở không nổi nè. Nó máy nó thì em sẽ lắc. Em lắc phát là chạy nè anh em thấy không? Máy rất nhẹ nhàng. Con đây là con mã số 13 anh em nha. Giá em đây là 700. 5 Atus mà dây da Seiko 5 Atus mà dây da K6 luôn anh em. Đây là em binh kim trôi. Em binh kim trôi này thì mặt đẹp anh em nha. Mặt đẹp này. Đó, dòng binh kim trôi này thì lịch nó lịch bấm nè. Đó, lịch bấm nè. Thứ nè. Đó, lịch bấm anh em nha. Đang chạy bon bon. Em này là vỏ inox size 38.2. Dày nó thì rin anh em nha. Dày rin này. Dày rin. Mặt sau đây. Mặt sau nó thì vỏ inox 100%. Con đi thì dây nó dài tầm tay 18 mấy nè. Mặt đẹp anh em nha. Mặt thì đẹp. Mặt rin. Đẹp chuẩn. Form nó là form form có thể bỏ được dây da. Con đi bỏ dây da dùng đẹp anh em. Anh em thấy đẹp không? Rồi. Đó, nhìn rất là đẹp. Con đây là pin cầm trôi anh em nghe, máy pin Laker. Anh em nào mua thì em sẽ chụp hình cho anh em coi. Kính là kính rin nè. Hình máy thì chạy tầm 12 UL. Em nghĩ tầm cỡ đó nè, dòng này nè. Em đi là mã 14 anh em nghe. Giá nó 500. Mã 15. 15 là một con của Thụy Sĩ anh em. Con đây là hàng chạy máy Ronda. Ronda nè. Chỉnh ngày nè. Thứ nè anh em. Anh em thấy không? Ngày thứ đồ được hết nè. Đang chạy bon bon. Con đây là size đó là size 38.7. 38.7 dây nó là dây bên kia về luôn anh em nghe. Dây đầu ôm pin, hàng pin thì anh em yên tâm rồi. Dây của nó thì dài tầm tay 18 mấy nè. 18 mấy đây. Con đi thì anh em nào mua thì em sẽ gửi hình máy cho anh em nghe. Máy chuẩn, máy Ronda Thụy Sĩ. Hàng thì chính chuẩn nội địa Nhật. Hàng Nhật nhưng mà con đây là thương hiệu của Thụy Sĩ anh em nghe. Nó là thương hiệu hàng của Thụy Sĩ nè. Anh em có thể thấy chữ Swissmatt nè. Dòng này thì kim dầu quang rất là sáng. Em đi là mã 15. Em đi là mã 16. Em 16 là một em Citizen. Em này là một em Citizen pin anh em nghe. Citizen pin. Con này là form kiểu form GS. Nó form đẹp nè. Đó pin anh em nghe. Anh em có thể thấy nè. Mặt đẹp không? Mặt.
anh em được thấy này, mặt rất là đẹp anh em nghe. Nó vỏ, nó là vỏ inox rất đẹp luôn. Vỏ inox rất đẹp. Đây em sẽ quay tới đâu em chui tới đó, chui bằng khăn anh em, chui bằng khăn mềm, không bao giờ mà để lại xước đồng hồ. Khăn này chỉ lau kính xe đồ anh em. Đó anh em thấy không, mặt đẹp. Lịch của nó thì mình có thể rút ra, nấm là nấm cổ chai, mình rút ra nấc á, rút ra hết thì chỉnh giờ, còn mình đã vô lại một nấc thì chỉnh lịch anh em. Để mà ra nấc này, em ra đủ đúng nấc chỉnh lịch rồi nè, nào sao ngày rồi thì ok. Con này là size, nó là size 37 anh em nghe. Size 37, mặt nó thì ui xoạ, mặt quá đẹp, mặt gượng 3D này. Đó, gượng 3D. Con đi là form, nó form đẹp anh em nghe. Em đi là mã 16 giá 500 này. Đó, mã 16 giá 500. Mã 17 thì bán cho anh em một cái mặt nghe anh em nghe. Con này là con automatic của thị sĩ này. Máy vàng. Máy thì em chụp trong máy quay phim rồi. Lịch nó thì đây, nó cái lịch nó thì chắc nó đang bị hơi kẹt một xíu anh em. Nó chạy máy 25G automatic anh em nghe. Đó, lịch nó là nhảy nè anh em này. Đó, em sẽ quay cho anh em. 13 anh em thấy không? 14 này. Đó, nhảy đồ bình thường anh em nghe. Đó, nó là 25 UL xuống 3D. Do nó bị kính nấc này, vỏ nó vỏ inox, có hỗ trợ cục tay. Đó, vỏ inox hết toàn bộ nè. Đó, ALLS này, automatic này, amtor này. Nấm đồ tin này là nó xài tiru cá. Anh em nào mà mua thì em sẽ chụp hình cho anh em coi nha. Em bán là tự sự máy đang chạy xa 34.5 này. Nó tự sự anh em nghe, máy là máy vàng, máy chuẩn thị sĩ. Con đi là chỉ có kính nấc thôi. Đó, còn bao nhiêu thì rinh hết, nguyên rinh, chỉ bị kính nấc. Đó, máy thì chạy bong bong, lắc nhẹ là chạy. Con đi là máy vàng, em có chụp hình rồi, em có mở máy chụp hình rồi. Anh em nào mua thì em sẽ gửi hình cho anh em coi nha, hình bao rinh. Bán cho anh em tự xử. Con này mà nó không bị nứt kính thì nó cũng tầm 1 triệu cho lên này, tầm 1 triệu lên đó, về mà kính bể mất chấp nhận thôi. Đây là số 18. Số 18 thì một em nữ anh em nghe, em nữ này. Em đi thì có nấm cổ chai nè, mình rút ra hết thì có tay nè, mình ra một nấc nè, mình ra một nấc thì chỉnh giờ ok. Anh em nhớ nghe, mình ra phải đúng nấc của nó anh em nghe. Ra đúng ngày nấc của nó chỉnh giờ. Cứ anh em mà ra chưa tới á, nó khó lắm, có hỗ trợ có tay đồng qua. Nó là chạy máy 21G automatic với am có tay anh em, automatic của Nhật anh em nghe. Nó chạy máy auto của Nhật á, dài dài. Đó, con đi thì em cũng bán cũng mấy con rồi. Nó hàng đi, hàng chuẩn, hàng nội địa Nhật dành cho mấy chị nữ nha. Rin hết toàn bộ nè. Rin hết toàn bộ. Đó, mặt mày nó thì sáng sủa lắm nè. Mặt mày nó sáng sủa đẹp nè. Con này anh em nào mua em sẽ chụp hình cho anh em coi nha anh em nha. Em sẽ chụp hình cho anh em coi. Cái máy nó thì chuẩn máy Nhật, máy xịn đồng vàng, chạy ngang với máy dòng Shinko đồ Oran đồ đời mới. Nó là ngang với nhau, nó xài chung chung một máy luôn nè. Nó xài chung một máy Oran nữ với Shinko nữ thì dòng này nó xài chung một máy, nhưng mà con đi đẹp anh em nghe. Giày nó thì giày sắt ring của nó luôn, bên kia về luôn. Giày này thì nó bên Nhật về luôn nè, không thấy chữ nghĩa gì hết. Đó. Đây em đi là mã 18 này, đang chạy bon bon, giá em đi là 500. Đây là em mã 19. Em mã 19 đây là một em pin. Em pin này là em pin của Titus anh em nghe.
làm pin bọc vàng ti thút này, nó đang 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 chạy đúng giờ. Đó, dòng này thì nó chuẩn dòng ti thút nha anh em nha, nó chuẩn ti 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 thút 100%, nó hàng pin, nó vàng đồ cũng đẹp hết này, đây, nó vàng đồ cũng bước rượt hết đây, dẫu cho anh coi, còn dài anh em nha, còn dài, con đây thì mã 19 giá 400, hàng nữ pin đi thì em mở máy nó ra rất khó nên anh em thông cảm. Đó, em sẽ quay cho anh em coi. Con này thì anh em nào mua thì nấm rin, em sẽ chụp hình máy cho anh em coi nha. Máy thì bên em bao rin, bao nhiêu hình ảnh em đã gửi. Đó, hàng bên em là hàng hình sao, hàng dạy. Đó, em quay rất là kỹ cho anh em kim ngưỡng. Đây là một con quýt mặt dây chuyền. Con này thì màu trắng anh em nha. Đây, em đi là mã 20 này, giá 500, dây chuyền rất là đẹp. Đó, đây, con đây là thương hiệu của Thụy Sĩ này, Chút Mà Đe, Ilomat này, 17 Uwell. Đây, giày đây, giày nó rất là chắc chắn luôn, mặt sau đây mới toàn diện. Anh em đem tí em sẽ mở cái máy cho anh em coi. Đây máy, đây máy nó thì chuẩn anh em nghe, hàng này Sowood này, Ilona này, LTD này. Máy nó thì chuẩn, máy thì sỉ, máy 10, xem thử, máy 17 UL năm ngay, UL đóng 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 ngay chỗ móng tay em này. Đó, 17 UL máy đang chạy bon bon. Đó, em nhìn mà em tìm cái chữ 17 UL nó ra khó. Đây, hàng siêu mới. Đó, hàng siêu mới. Thiếu hộp thôi. Dây thì chuyện rất là dài. Con đây thì giá nó là 500 ngàn em nha. Đây, giá 500 số 20 đây. Còn đây là số 21. Số 21 thì giá 300. Số 21 thì em dán cho cái này. Này thì nó lên bạc trầu này. Đó, dán vô đây đi. Đó, đây. Đây nè, đây nè. Đây. Nó thì switch mode này. Đó, lên có tay đang chạy này. Mặt sau đây. Em sẽ mở máy luôn. Đó, đây. Máy đây. Đó, máy nó là máy cổ anh em nghe, máy chạy 1 UL. Máy rất là cổ, Sweet Made chạy 1 UL, máy đang chạy bon bon này. Máy đang chạy bon bon. Con đây thì tổng thể là như thế này anh nha, có dây đồ nữa. Đó, dây đồ nữa mặc đây. Đó, máy đang chạy này. Con này thì giá 300. Con này thì cũng to nè. Con này thì em sẽ đo cho anh em coi nè. Đây, size 35. Đó, em đi là số 21 anh em nghe. 21 giá nó là 300. Con Whitney thì giá nó là 1 triệu này, Whit siêu mới. Đó, cái hộp này là hộp của Citigen. Hộp này hộp của sách vở nhà Citigen đó anh em. Cái hộp quýt của Citizen nó về sau đã đấu mà nó tự nhiên nó bỏ vô cái hộp đi đi con quýt này vô nên bán phải bán cho không theo luôn. Nó còn đây là số 22 anh em nha, giá em đây là 1 triệu này. Đây em sẽ quay nè, đây giày nó thì cực kỳ mới. Đó, máy nó đang chạy, máy nó thì chạy bộ máy 17 UL anh em nha. Xài là xài 42. Máy nó chạy máy 17 UL, sẽ chui cho anh em coi. Đây, 17 UL, anh em nhìn thấy rõ nước vàng này. Vàng nó thì em nói anh em chứ, nó bỏ vô hộp cái hộp Citizen thì đúng rồi nè, nó mới như thế này đây, nó mới khỏi nói luôn, chỉ không có thiếu gì hết á, mặt thì đẹp. Con đây thì anh em nào mua em sẽ chụp hình máy cho anh em nghe, máy nó là máy rất cổ anh em, dòng máy rất rất cổ.
chạy chủng máy thì sẽ 17 như queo anh em nha. Đó, đẹp tuyệt vời luôn, hàng cực kỳ mới. Anh em nhìn cái sứa này, sứa nhà, nhà máy mà còn nguyên hết, dày rồi thì mới cấu luôn. Đó, con này thì mã 22 anh em nha. Đó, mã 22 đó, như thế này đây. Đó, xài hộp Citizen, có sách vở của Citizen luôn. Đó, hộp này về anh em có quýt Citizen bỏ vô trưng bày thì tuyệt vời. Đây là một sợi dây, dây này thì bao dài anh em nha, dây này thì bao dài. Đó, cứ khui lên là đung vô đung ra thì bao dài. Đó, dây này thì em sẽ chùi sơ cái chỗ này. Đây, bọc vàng của nó là Manruman, giá băng 22kgb. Đó, hàng chuẩn bọc vàng 22k anh em nha. Đầu này thì 18, 19, 20, 21 gì vừa hết nè. Dày này thì bảo dài. Đây, lột mạc cho anh em coi thấy nước vàng chỗ này luôn. Nước vàng dán lại. Đây, con đi thì mã nó là 23, giá nó là 300. Bọc vàng 22k, đầu thẳng, xài cho 18, 19, 20, 21 vừa hết. Đó, dây này thì đầu 18, dây này thì đầu 18, dây này cũng đẹp đấy nè. Đó, anh em thấy đẹp không? Dây này thì xài Vivo. Đó, mình có thể ra, nó ra thì tới đây nó cản này. Đó, cho vô ra thì thoải mái. Dây thì bao đẹp. Đó, dây này thì dây của Bombi. Đó, hàng ADS 100% của Nhật anh em nghe. Dây thì chuẩn Nhật, dây lụa. Lụa đây thì mềm lắm anh em. Anh em nhìn này, mềm khỏi mình mang vô tay thì rất là sướng luôn. Đó, hàng của Nhật làm anh em nghe. Đó, dây rất là mới. Dây đây là 24, đầu 18, giá 200. Dài, thoải mái, đung ra đung vô. Cứ mình đưa lên này nè. Đó, tay mình bao nhiêu thì ra vô thôi. Đó. Dây này thì dài miên man. Dây này thì hàng này là hàng của đề mình da băng của Manroman, inox 100%. Đó. Và dài. Dài này thì dài miên man nè. Đó, dài này thì khỏi nói rồi. Dây lụa anh em nghe. Đầu này thì có chốt rồi. 18, 19, 20, 21 đều vừa hết. Đó. 18, 19, 20, 21 đều với. Dây lụa này thì êm, rất là bền, rất là chắc. Đó, hàng này thì hàng siêu mới, có thể thâu vô xài cho tay 17 tới tay 18, 19 thoải mái anh em nghe. Đó, dây này thì chưa đo độ dài nhưng mà dây rin của nó là nó phải tay 20 á, độ lùi 17, 18, 16 gì vừa hết. Đó, rất là mới, dây này là giá 200, dây này là số 26 anh em nghe. Rồi, kết thúc video rồi anh em. Xin chân thành cảm ơn anh em. Chúc anh em tìm được đồng hồ anh em ưng ý nghe.